nó còn đang hợp pháp ở trên đời sống này. Chúa ơi, xin Chúa ngày làm cho nó hiển lộ lên. Nhân danh Chúa Giêsu, ra lệnh cho những linh của cô được xuống tại là đất này. Còn ai nữa đây? Hôm nay ta không có hỏi, hỏi ngươi biết là ngươi tên gì và tại sao còn học pháp đây? Ta đi, ta lại quay trở lại, ta chưa đi được. Lý do tại sao? Còn Phương có cái gì? Ta về đâu, ta không đi. Ta đâu khác thì ta ăn đâu. Đâu khác không biết ăn đâu à? Kinh Thánh nói một người đã chết thì không trở về, và những cái tà linh thì cứ chờ sở một nơi, đó là nơi vượt sâu. Vượt sâu sẽ nơi đó là nơi giam cầm và không được ảnh hưởng trên đời sống này. Người này có quyến luyến và có đau buồn gì người trở lại không? Kéo đó, kéo người trở lại không? Không, nhưng mà ta vẫn nhớ. Nhớ là đó là một cái sự lừa dối thôi. Chúa ơi, xin Chúa ngày xóa đi cái ký ức của người này, xóa đi cái tình cảm vương vấn giữa người này với những linh sự chết trong dòng họ người chịu cầm, để những linh đó nó không còn đeo bám và không còn có một cái cơ hội quay trở lại. Cô có để hình ảnh gì ở trong nhà? Ngươi có học pháp gì qua hình ảnh gì của người này không? Quần áo gì không? Hả? Có không? Không có, nhưng mà ta cứ phải thử. Không có lừa dối đây. Trong trên Chúa Giêsu có mối quan hệ chặt đứt sự kết nối, phương vấn tình cảm giữa người này với những linh sự chết ở trong nhà. Tất cả sự vương vấn này chấm dứt cái ngày trả thành một người đâu. Rồi có ai rủ người lại không? Hôm nay là ta phải đi thật đấy. Ai rủ người trở lại? Rồi không có ai rủ. Chứ tại sao? Nói thì ta lại quay trở lại. Không có chấp nhận điều này. Chúa nhân danh Chúa Giêsu công bố đóng tất cả những cánh cửa tình cảm, cảm xúc, tâm trí, ý chí người này lại. Không có mở cho ma quỷ, mà người này chỉ mở cho Chúa Trời thôi. Và Chúa Giêsu sẽ bước vào đời sống này làm chủ cuộc đời này. Và Chúa Giêsu là cha của cuộc đời này. Và các ngươi không có quyền trở lại người này dưới bất cứ thứ nào. Chúa ơi, xin Chúa này khiến hạt giống đức tin ở trong lòng của cô được mạnh lên. Cô không còn sống trong cái sự nghi ngờ và hoang mang. Cô không còn sống trong cái cảm xúc nữa. Nhưng mà cô sống trong đức tin, trong tình yêu của Chúa. Còn cảm ơn Cha, xin Chúa này gia tăng đức tin trong đời sống của cô. Gia tăng tình yêu thương Chúa trong lòng của cô. Khiến cho cô mỗi ngày yêu mến Chúa nhiều hơn. Không còn vương vấn những cái hình tượng hư không. Không còn vương vấn với người đã chết nữa. Còn cảm ơn Ngài, sự sống của Chúa và yêu của Chúa đổ đầy trên đời sống này. Cô sẽ được gần gũi những đứa con của mình. Và cô sẽ được hạnh phúc khi gần những đứa con của mình, những đứa cháu của mình. Cô không còn phải lo buồn về những điều gì đã xảy ra ở trong tiềm thức của con. Xin Chúa xóa đi tất cả những ảnh hưởng này trong tiềm thức của con, để nó không còn tái đi tái lại trong cuộc đời của cô. Hỡi linh của bệnh tật, linh bệnh tật giết mỏi này rồi, hãy đi ra khỏi. Linh sự chết, hãy đi ra khỏi. Và linh bệnh tật giết mỏi, hãy đi ra khỏi trong danh Chúa Giêsu. Hãy đi và không được trở lại người này dưới bất cứ hình thức nào. Hãy đi ra khỏi, đi ra khỏi đời sống này trong Giêsu, không được ảnh hưởng trên đời sống này dưới bất cứ hình thức nào. Công bố sự sức dầu trên thân thể này, quyền năng của Chúa tác động vào sức dầu trên đời sống. Sức dầu đóng tất cả những cái cánh tay, lỗ tai này lại, để người này không nghe được tiếng của ma quỷ. Và linh của bệnh tật phải liệt khỏi đời sống này, làm không còn làm cho người này sợ hãi nữa. Đóng tất cả những cái cánh cửa mà có thể mở ra trên đời sống. Dành cho Giêsu, có mỗi người này được tự do. Trong trên Chúa Giêsu cũng sẽ tự do đến đời sống này, sự tự do đến đời sống này, tự do đến đời sống này. Đứng rồi lên sống này. Đi rồi khỏi sống này. Đi rồi khỏi.
đồ của em. Trong Jesus liên hệ này, không được ảnh hưởng trên đời sống này, không được vương vấn này, không được ảnh hưởng gì cái người này với bất cứ người nào. Cắt đứt tất cả sự ảnh hưởng nào của Satan, sự sức giàu đến trên đời sống này, sự chữa lành, sự giải cứu trên đời sống này. Hôm nay là ngày của sự tự do và các ngươi không quyền trở lại người này với bất cứ thứ nào. Chúa xin Chúa ngày sau khi sự cột trói tất cả những cái linh mà nó đang lang thang đó, để nó không có quyền trở lại. Amen. Chúa sẽ thiên sứ ngày cột chói tất cả chúng ta lên rồi, cột chói chúng nó lại, 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 và không được trở lại như này, không được trở lại như này, và tất cả những ta lên khác phải tiếp tục đi ra hết luôn. Đi ra hết luôn, đồng bọn các người đi ra hết, đi ra hết, đi ra khỏi đời sống này, ra khỏi trong tâm hồn tình cảm cảm xúc này, ra khỏi cuộc đời này, ra khỏi ký ức này, ra khỏi tuổi thơ này, ra khỏi tuổi thanh niên này, ra khỏi cái tuổi trẻ này này, đi hết đi. Trước đây người này không biết Chúa, nhưng ngày hôm nay người này đã biết Chúa Giêsu rồi, người này thờ phụng Chúa làm con Đức Chúa Trời rồi, lập giao ước với Chúa rồi, đồng sống đồng chết với Chúa rồi, người này được tiến thắng nữa, thân thể người này là không phải thuộc về này nữa, thuộc về Chúa Giêsu rồi. Vì cái các người đã chấm dứt một quyền hợp pháp của người này. Hôm nay là ngày của sự tự do. Hôm nay là ngày của sự tự do. Chúa Giêsu đến giải phóng những kẻ bị cầm được tự do. Giải phóng những kẻ bị cầm tù được tự do. Người này đã được tự do rồi. Cảm ơn Chúa Giêsu. Chúc phúc cho người trẻ con. Sự sống và tình yêu, sự phục hồi là Chúa an ủi cô. Đừng để cho cô sống trong cái sự mà u sầu và đau buồn nữa. Chúa ngày chữa lành tấm lòng của con, cất đi những sự mặc cảm, cất đi những ngày uống sâu trong buồn, sự cô đơn trong con, để con được tự do. Con cảm ơn Chúa, chúc phúc cho thân thể. Rồi sao rồi, tính chưa? Rồi, tới chưa? Đâu nè, con gái có buồn con cái gì không? Đừng buồn nghe, làm gì có buồn không? À. Mấy tuần trước có một người chuyển tập từ Việt Nam này, mẹ khóc mẹ la mẹ dỗ xả người ta. Rồi. Tại sao buồn mình nói gì vậy? Tiếc của hả? Là bị dạy của gì? Con nó nói một câu không hay gì khóc. Đứa con nào hay là con khác? Con này. À, xin lỗi đi. Xin lỗi mẹ, xin lỗi mẹ một đó mà. Xin lỗi rồi, cụ thân thương cho con nghe. Mẹ cái này, con đơn giản với con, con quan hệ đó. Cụ thân thương cho con của con nghe. Dạ, cụ nói thật này. Nhân dân với Giê-xu, con không đố. Tha thứ cho cả con của con. Vì con là người dễ bị tổn thương. Khi con lớn tuổi, con có những cái mặc cảm, cảm thấy mình buồn tủi và không có giúp được gì cho các con, nó làm cho con rất buồn, cảm thấy bực bội nhiều. Con xin ngài tha thứ cho con, và con chỉ nói những lời tiêu cực, xin Chúa tha thứ cho con, xin an ngài mà rút lại người này và xin Chúa ngài tha thứ cho con. Mỗi khi con buồn, con muốn về Việt Nam, và con muốn gần gũi với một bãi hồng bạc. Và con muốn chết rồi đó, xin ngài tha tội cho con. Cuộc đời của con đã thuộc về Chúa rồi, con thuộc về con rồi. Xin Chúa ngài thay đổi ý muốn của con để con thuận phục với Chúa. Con không còn xu hướng những điều tiêu cực nữa. Con xóa sạch những điều này. Xin Chúa ngài tha thứ cho con. Con tha thứ cho con trai con gái con, các cháu của con. Con cảm ơn Chúa. Con yêu chúng nó và con yêu mến ngài hơn. Con hạ tội lại. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Rồi. Thì con nguyện là xong. Đó là cái vấn đề cái sự bổn thương trong cô thôi. Mong muốn lời được. Nha. Chúc phúc cho cô nghe.